Hello, chào tất cả anh em đã đến kênh Nguyễn Như Vũ Auto. Kênh anh em chuyên bán mặt hàng âm thanh 7 Nhật Mỹ đúng hàng anh em. Và tiếp sau đây hôm nay giới thiệu với anh em một số dòng loa Yamaha. Dòng này dòng bass 30 anh em ha, bốn cặp này tất cả đều bass 30 ha. Để do cái này này cũng hàng này dạng mới về khui lại nha anh em. Tại cái dòng này thì lúc trước em cũng có mấy Yamaha nhưng mà nó dòng cái chữ Yamaha nằm ở dưới, còn này chữ nằm phía trên. Cái dòng này là dòng loa Yamaha, gọi là Yamaha Monitor anh em. Dòng loa kia giống như là vòng loa kiểm kiểm âm á, giống như vòng loa mà để nó quay hướng về ca sĩ á. Thường cái dòng loa này thì nó âm thanh nó nhỉnh hơn những dòng loa mà không monitor anh em. Cái này là gọi là loa monitor, là loa kiểm âm đó anh em, để quay hướng gì để ca sĩ nó nghe. Dòng này thì tiếng cực kỳ kỳ hay anh em. Nhưng mà hôm nay mấy cặp này thì có một cái là mấy cái về giống như mấy cái mà cái nỉ anh em ha, cái nỉ nó không được đẹp nha, cái nỉ bọc nỉ nó không được đẹp nha, nên thì có giá tốt cho anh em. Thì cái này giá này thì hơi em cũng khai hai giá về phía sau anh em ha. Thì đầu tiên giới thiệu với anh em cái những cái đồ lo hôm nay ha. Bên đây là cặp lo JBL 115 anh em ha, bass 30 ha. Em sẽ tháo mặt cho anh em coi bên trong luôn. Còn cái này dòng này là dòng 112 ba la mã anh em. Còn này là dòng mà dòng này là 12M gì á, 12M. Thì để xem em sẽ em quay ngay cái logo anh em á, để anh em nhìn mặt nó trước ha. Bây giờ bắt đầu em đi vào em tháo từng cái mặt cho anh em nha. Này thì em để sẵn cho anh em coi ha, coi về phía bên trong nó đẹp nó thôi ha. Đó, bên trong cho anh em coi bên trong đó nha. Mình tháo một cái đi ha, tháo một cái anh em ha, một cái cho anh em coi bên trong đó nha, bên trong đó nha, bên trong đó nha. Đó, đó. Bên trong nó như này ha, bên trong đi ha. Đó, bên trong cái này thì để em tháo ốc này ra cho anh em xem luôn ha. Đó, rồi đi đi ha, nên đây thấy nha, tại này là một tay à. Rồi tháo ra cho nên anh em xem nhìn cái bên trong của lo nha anh em, bên trong của lo ha. Thì phía dưới cái lo nó cũng gan cho anh em, nó cũng vẫn đẹp nha, vẫn đẹp nha, không có xấu nha anh em, vẫn đẹp nha, vẫn đẹp nha. Đó, thì bên đây thì cái dòng này thì JBL nè, JBL này nè anh em. Dòng này là màn lo JBL rất đẹp nha, đẹp cực kỳ đẹp luôn, gân vải nha anh em, gân vải nha. Đây là chép JBL này, dòng JBL Mỹ nha anh em, hàng Mỹ à. Bên em bán là hàng Mỹ nha anh em. Cái cặp này tình trạng về là giống như mấy cái góc này nè, nó bị hở nè. Nhưng như chung là cái vỏ nó xấu nên em, nói chung nói về cái vỏ em bán cho những anh em nào về tự khắc phục ha, thì giá tốt cho anh em. Đây là JBL anh em ha, là JBL nè, 100 nè, nó 100 nè. Dòng này công suất đến 250 đến 500W nè, hàng Mỹ nha anh em, bao anh em hàng Mỹ luôn. Trên đây là chiếc JBL 100 nè. Đó, bây giờ cái thằng này thì nó bán thì giá tốt cho anh em, là cho anh em về tự anh em tự dọn lại ha, hoặc là anh em cứ để giá hát như bình thường, nói chung nó không được đẹp thôi. Nếu nói chung nó đẹp thì giá này nó mắc hơn giờ tới mấy triệu bạc lần. Thì hôm nay thì nói chung lo em bán thì bao zin nha anh em, bao anh em zin nguyên bản, nếu mà không đúng zin em thường cho anh em 100%. Đó, này chép zin, bát zin, nói chung là đẹp, lọc nói về lo đẹp, cái vỏ không được đẹp thôi. Nào rồi em bán em nói cho anh em rõ luôn, tại vì do để mất công tới mất công anh chê, anh em chê cho tới luôn mệt lắm, không có thời gian nữa. Mình bán cho thằng mình thà nói cái một tiếng cho anh em nó dễ chơi. Còn dòng lo này thì lo model nó nằm trên đây anh em ha, model nằm trên đây nè, model nè, nè Yamaha nè, để em coi zoom này cho anh em coi nha. Yamaha 12M nha anh em, 12M. Dòng này nó công suất nó 300W đến 600W nha, 360 đến 600W anh em. Đó, cũng là Yamaha nha, hàng xịn nha anh em, hàng xịn nhồng hoàng nha. Có cái đó, hai cặp này thì giống nhau, nói giống nhau, cái chữ Yamaha nó giống nhau. Nói chung đồ đẹp đều gan hết trơn nha, đồ đẹp đều gan, đồ đẹp anh tháo ra cho anh em coi này nha. Đồ đẹp nha. Này nghe đồ đẹp nha. Tháo đi càng hết trơn cho anh em xem luôn. Đó, vậy đi, để nó dễ. Đó, anh em xem ha. Để nó gì đi, để nằm nằm gì cho nó đẹp nè. Mấy kia đi. Rồi, đây là thì anh em muốn xem mấy cái này ha. Thì anh em cũng thấy rồi. Đó, tháo luôn đi. Đó, tháo lượng luôn đi. Cho anh em xem luôn ha. Vậy đi.
Đây thì cái này là cặp này là 12M anh em ha. Bát nè. Có cái cặp này thì có cái lỗ mũi này bị keo em dán lại nha. Nó bị hở thì mình hát nó hở chỗ này nè. Vậy em dán keo đen chỗ này. Có cái xấu nhỏ chị nhẹ này, nhưng mà nó là do zin, bao anh em zin gân được rất là mới luôn, cực kỳ mà đẹp luôn, mới rất là mới ha. Siêu thì em báo giá anh em lo xịn mà ba giá bằng là lo Trung Quốc hoặc là bằng lo Việt Nam thôi. Nhưng anh em cặp này anh em không chơi biết chơi cặp nào luôn. Báo giá hôm nay là bán giá cho nên thanh lý cho anh em chơi luôn để chuẩn bị lô lo dòng cao cấp về anh em ha. Dòng lo cao cấp về nha. Đó, anh em sẽ thấy ha. Rồi đây thì dòng Yamaha trên đây model cho anh em, model trên đây nè ha. Model nè. SM12235 mã ha. Dòng này hàng Midway anh em ha, Midway nha. Midway nè ha. Công suất nó cũng là 400W, maximum nó 400W. 400W nha anh em. Đó. Có mấy cái dòng này đến này keo nha, keo dính nha. Đó. Thì mấy cái này thì em nói anh em, mấy cặp này về cái nỉ không được đẹp. Mấy cái nỉ bọc nó không được đẹp anh em. Nên thì bán giá cho tốt cho anh em. Đây là cái màng đó anh em ha. Dòng này thì màng nó màu đen mà nhưng mà gân nè. Rất đẹp nha anh em. Gân zin nha, gân vải pin nha anh em. Mấy lò em bán anh em bao zin hết. Bao zin nguyên bản luôn. Đó anh em cứ xem mấy mẫu lo hôm nay ha. Thì hồi nãy em nói anh em hết trơn rồi về những cái dòng lo này. Cái dòng lo này là cái củ còi nó bự hơn mấy cái đó anh em ha. Củ còi này nó nằm gời, nó không có che lưới lại. Thì cái dòng này thì mắc tiền hơn những cái dòng này. Dòng này có cái còi nhỏ hơn. Nhưng mà cái dòng này lúc trước em bán, cái lúc trước em có hai cặp em mới đăng vừa rồi đó là em cũng bán hết trơn rồi. Thì hôm nay là những cái lô này lô mới về anh em ha. Mấy cái mặt logo nó khác nè. Anh em nhìn nó khác ha, nói chung bên em là bán mới hoài à. Chứ không cái mấy cái cũ em ít lắm, thường độ em bán lên bán rất là nhanh tại giá em bán là giá tốt nhất cho anh em rồi. Giá thì những chỗ khác bán mắc hơn 2-3 triệu bạc xịn luôn. Tại vì chuyên em chỗ em làm thì em nhập tại gốc luôn anh em. Thì bán cái giá ra em bán, bên em bán có lời là bán, nói chung có lời 100-200 ngàn cũng bán nữa. Nên bán để mình nhập cái khác về anh em ha. Rồi hôm nay bắt đầu em đã đi vào giới thiệu anh em từng giá nha. Cái cặp này là Bass 30 anh em ha. Cái cặp này còi lớn nha. Cặp này còi lớn nha anh em. Cặp này còi lớn nha. Đó. Cái cặp này thì em bán giá 9 triệu anh em. Cặp này 9 triệu nha. 9 triệu. Đó, 9 triệu. Đó, 9 triệu dòng S12S35 mã, dòng này cao cấp nha anh em. Cặp này nếu nỉ đẹp nó bán tới 11 triệu lận chứ không rẻ đâu. Rồi cặp này em bán cho anh em 9 triệu nha. Lo bọng zin hết. Còn bên đây hai cặp này thì 12M Bass 30. Hai dòng này là một thứ nha, nhưng mà dòng này bắt mà bên này nó màu đen, bắt này nó màu hơi vàng vàng, cái đời nó vậy thôi, nó cái dòng xi nó về nó vậy đó. Thì hôm nay cái cặp này thì em bán cho anh em 7 triệu nha anh em ha, 7 triệu nha, 7 triệu. Em nói chứ anh em nỉ không được đẹp nha, nói chung mà nó không có bể gì, bể góc bể gì trơn, nhưng mà nó nỉ không được đẹp thôi. Đó em bán cho anh em với giá cặp này là 7 triệu, cặp này cũng 7 triệu luôn anh em ha, 7 triệu nha, 7 triệu hết. Mấy này là 7 triệu nha anh em ha, 7 triệu nha. Đó, còn cái cặp JBL này thì em bán giá 9 triệu anh em á. Cặp này là giá 9 triệu nha. Dòng này J100. Cái này cặp này đẹp thì giá nó 12 triệu anh em. Bass 30 hàng Mỹ nồi nha anh em, này Mỹ nồi nha. Cao kê vô tư bao hay luôn. Có cái tội nó cái là mấy cái vỏ nó không được đẹp thôi, vỏ nó xấu. Đó anh em cứ mua về thì để gì, còn không thì đem cho mấy thợ làm lo nó làm lại. Nó dọn lại. Chung bên em không có thời gian, em chưa bán cho nó mau anh em ha. Đăng lên bán thì quan trọng bên em, quan trọng là đồ zin. Còn chuyện bề ngoài đôi lúc nó nhầm cái hay đẹp thì đẹp thì nó có cái giá đẹp, xấu cũng có giá xấu anh em ha. Nó tóm lại thì vậy để cho anh em hiểu ha. Bề độ bên em bán cho nó nhanh gọn lắm. Hàng em bán là thường lên cái là em đi hết trơn. Tại em bán giá tốt nhất rồi. Thì cái dòng này em nói anh em nha. Mấy cái lo em bán đều bao sóng bao zin. Còn lại cái tình trạng đẹp xấu em đã nói thẳng trên kênh luôn. Để mất công anh em mà nhận hàng chê bai này kia em cũng không thích theo đó nữa. Bán hàng em muốn bán xong luôn cho nó dễ. Tại mình bán là đúng giao đúng hàng, đúng cái mặt hàng mình đã bán cho người ta, cho anh em đã giao dịch. Nói để cho anh em hiểu thôi. Thì hôm nay thì cũng báo giá anh em ha. Cặp này thì 9 triệu. Cặp này là 12-35 mã. Cặp này thì 12M 7 triệu. Còn cái cặp này thì JBL dơ 100. Dòng này thì Bass 30. Một cái chip càng. Dòng này khác mà bao hay. Giá 9 triệu. Cái này là 7 triệu.
Mã này 9 triệu ha anh em. Rồi anh em nào có nhu cầu cần làm được dòng lo này thì liên hệ với anh em. Rồi, em cũng kết thúc video anh em ha. À, hẹn anh em những video tiếp theo và anh em xem những cái video kế tiếp anh em ha. Còn những anh em nào có gì thấy hay đăng ký cũng kênh ủng hộ anh em ha. Sẵn đây có cái này tháo đây để đây chưa có làm video clip cho anh em. Tại vì cặp này nó rất là gấu anh em ha. Tại vì để đây đi. Tại vì em đang đợi về những đôi lo nhạc đó, em tháo một lượt em đăng về bên trong cho anh em xem thôi. Cái này là ngoài luồng. À, chủ yếu do hôm nay giới thiệu cho anh em bán dùng lo nhạc, lo cao kê, dàn hàng gia băng, hàng Yamaha xịn nha anh em, hàng xịn nha. À, với JBL bên em mấy dòng này không phải đồ điểu à. Thì giá hôm nay bằng những đôi lo này bằng cái giá thị trường, bằng những đôi lo Việt Nam rồi. Việt Nam giờ nó bán đôi lo bát 30 anh em mua 60 triệu rồi, để mua này sướng hơn, hát hay hơn nhiều. Dù gì nó cũng là hàng hiệu, sao mình bán cũng dễ bán nữa. Mình xài em chán bán lại cũng không có lỗ nhiều. Thì nói để anh em hiểu thôi chứ không có gì. Đồ anh em thì cứ bán lay gai hoài không có gì hết. Rồi anh em có nhu cầu cần alo, em kết thúc video. Xin chào.